Thưa quý vị, nhằm góp phần chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt địa phương ngày càng sáng xanh, sạch đẹp. Đây là buổi ra mắt mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà được tổ chức vào giữa tháng 7 vừa qua. Tại ngày ra mắt đầu tiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đổi 40 phần quà cho các hội viên, đồng thời thu được 50 kg chai nhựa các loại. Mô hình đã nâng cao ý thức chị em trong việc thu gom rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Là một thành viên của Hội Phụ nữ thì cô cũng tích cực tham gia vận động các chị em tuyên truyền trong chị em phụ nữ cũng như trong người dân hiểu biết về bảo vệ môi trường. Cô thấy mình nên tích cực hơn nữa để cho người dân hiểu sâu hơn nữa. Trong thời gian vừa qua cũng đã có rất nhiều các hoạt động để mà bảo vệ môi trường. Ví dụ như cái hoạt động mà hàng tháng hay là hàng tuần thì đó là làm dọn vệ sinh ở các cái đường ở trong khu vực ở trong phường. À, thứ hai là cái thu gom phế liệu. Rồi bây giờ là cái vấn đề là thu gom rác thải nhựa. À, rồi còn có cái phong trào mà sử dụng cái ống hút mà bằng các cái chất mà không phải nhựa để mà tuyên truyền cho chị em. Nhận thức về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người, nhiều năm qua công tác bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những nhiệm vụ được các cấp hội quan tâm, thực hiện với nhiều cách làm thiết thực. Trong năm 2022, hội tập trung thực hiện mô hình phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thực hiện 503 sạch. Hội cũng thường xuyên phát động toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh, khai thông cống thoát nước, trồng hoa cây xanh và bảo quản một số tuyến hẻm, kêu gọi hội viên và người dân hạn chế sử dụng túi ni lông. Chi hội là xây dựng cái mô hình tức là thu gom phế liệu. Tức là chủ yếu cái mục đích của cái mô hình thu gom phế liệu á thì mình là tức là tạo được cái quỹ học bổng huyện Thị Đình. Tức là hàng năm thì hỗ trợ cho con em hội viên nghèo mà chịu khó vươn lên học giỏi. Cái điểm nổi bật thì không chỉ riêng đối với hội phụ nữ phường và các ban ngành đoàn thể phường cũng chung tay là hội phụ nữ phường có ký kết liên tịch cái mô hình đó là 503 sạch với các cái hội đoàn thể. Ví dụ như đối với công đoàn của phường thì sẽ là thực hiện cái cơ quan sáng xanh sạch đẹp. Hội phụ nữ phường sẽ bảo quản các cái tuyến hẻm như là hẻm 3 và hẻm 176 hàng tháng là ra quân dọn dẹp tổng vệ sinh. Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà An đã góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường không chỉ trong cán bộ, hội viên phụ nữ mà còn ra toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực.